Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mứt dừa hoa cúc. Rất đơn giản, các bạn chuẩn bị cho mình một quả dừa nhé. Các bạn dùng dao, các bạn tẽ quả dừa, tách quả dừa ra cho mình nhé. Đây, quả dừa của mình đã nạo vỏ và sẽ rồi. Đây, các bạn cũng tách ra cho mình. Để các bạn cắt ra như này cho mình nhé. Và các bạn cho luôn vào một chỗ nước cho mình để mình ngâm nhé. Bạn cắt hết ra cho mình. Đây, các bạn sau khi cắt xong hết nhé, các bạn ngâm cho mình trong chậu nước này và mình sẽ tỉa luôn các bạn nhé. Đây các bạn, để mình tỉa thành những cái sau để mình làm thành hoa cúc đấy. Các bạn tỉa cho mình như thế này nhé. Các bạn tỉa và đến tận mến xong này các bạn nhé. Và các bạn tỉa hết cho mình nhé. Các bạn cứ làm như thế này cho đến hết. Thì sau đó mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn nhé. Và các bạn tỉa xong, các bạn cứ ngâm trong chậu nước cho mình nhé. Khi nào mình thái ra, sau đó mình phần miếng nhọn như thế này, các bạn cũng tỉa từ trong, từ ngoài vào trong các bạn nhé. Các bạn làm chéo chéo nó ra vì cái phần miếng này của mình nó vát không như phần miếng thẳng kia. Rồi, các bạn làm này đến hết cho mình nhé. Đây các bạn, sau khi mình làm xong nhé, bây giờ mình sẽ rửa và mình sẽ đem đi cho vào nồi để mình luộc các bạn nhé. Các bạn cho vào nồi mình luộc nhé. Các bạn để lại cho mình nhé. Thế các bạn, sau khi mình đun nó sủi như này nhé, các bạn đun sủi cho mình tầm 5 phút nhé. Sau đó mình sẽ hút ra để mình đi bằng đường nhé các bạn nhé. Để mình bấm đường nhé. Sau đó thì mình sẽ lấu các bạn. Các bạn đun sủi cho mình. Chỉ cần đun được 5 phút thôi các bạn nhé. Không phải đun lâu đâu. Thế các bạn, sau khi mình đun được 5 phút nhé, bây giờ các bạn tắt bếp và các bạn vớt ra cho mình nhé. Để mình đi ngào đường nhé. Sau khi vớt xong mình để ráo nước rồi, bây giờ các bạn cho đường vào cho mình nhé. Với từng này dừa thì dừa thì các bạn cho mình độ 150 đến 200 g đường các bạn nhé. Tùy theo các bạn mà ăn ngọt hay ngạt thì các bạn có thể tăng giảm thêm theo tỷ lệ nhé, tùy theo các bạn nhé. Mình cứ cảm thấy là nó nhiều đường rồi thì là mình thôi các bạn ạ. Như thế này là lượng đường của mình cũng tương đối nhiều rồi. Là không cần phải cho thêm. Các bạn muốn cho nó bám trên mặt dừa nhiều ấy, thì các bạn có thể cho thêm đường nhé. Khi nào đường nó tan chảy ra ấy, thì các bạn cho lên chảo để mình xem khô nó nhất là mình sẽ được mứt dừa thôi. Và sau đó mình sẽ ấy hoa cúc vào thôi. Và mình sẽ ấn thành những cánh hoa cúc nhé.
Và các bạn cứ để cho mình, lúc xong nó sẽ tan chảy hết cho các bạn ạ. Khi đường nó đã tan chảy như thế này rồi các bạn ạ, các bạn cho mình lên chảo để mình xên nhé các bạn nhé. À, khi lượng đường nó đã tan hết như này là được rồi. Bạn cho lên bếp cho mình nhé. Mới đầu thì các bạn cứ cho như là khá khá ra các bạn ạ. Sau lúc nào nó cạn nước dần ấy, thì mình vì nước đường nó chảy ra như dừa ấy, thì mình sẽ giảm lửa dần sau các bạn nhé. Giờ các bạn cứ cho lửa khá to cho mình. Mình xem mình lúc nào khô như những cái loại mứt kia là mứt dừa bằng sợi là được các bạn nhé. Đây các bạn sau khi mình xem lúc các bạn lật cho mình nhé, đường nó đã bắt đầu cạn đấy các bạn ạ. Và mình sẽ xem tiếp để cho đường nó trắng ra nhé, nó kết tinh vào mấy cái bên của mình, một bên bị nửa to rắc nên là bên bị có màu đường nâu rồi các bạn ạ. Các bạn giảm lửa cho mình nhé. Và các bạn xem tiếp nhé. Đây các bạn cứ phim cho mình cái nửa vừa như thế này nhé. Một kẹo nữa là sẽ được các bạn ạ. Đây đường nó đang bắt đầu kết rồi, nhưng khi ở trên dưa chảo này nó bắt đầu trắng rồi các bạn. Còn ở dưới này nữa thôi. Mình chỉ xem một kẹo nữa là nó khô thôi các bạn ạ. Các bạn nhớ là nửa nhỏ thôi nhé, không có là dễ bị cháy. Thì khi đường nó mà đã cháy thì rất nhanh các bạn ạ. Thì các bạn như vậy là mình chuẩn bị thành công rồi đây các bạn ạ. Đường của mình bắt đầu xen lại rồi đấy. Các bạn chỉ cần đảo thêm 1-2 phút nữa thôi là đường nó sẽ khô nhất lại các bạn ạ. Như vậy là đường đã khô lại bám đều trên mặt của phần nước dừa rồi các bạn ạ. Và mình sẽ tắt bếp và mình đem ra là được thôi nhé. Để mình làm hoa cúc nhé. Các bạn gắp ra cái đĩa cho mình nhé. Đây các bạn, sau khi để nguội nhé, các bạn bây giờ làm thành hoa cúc cho mình nhé. Các bạn tẽ cho mình những cái đường này ra nhé, nếu có dính vào ấy mình sẽ bẻ thành. Các bạn ướm cho mình những cái cánh này vào nhé, mình sẽ cột vào bên trong ấy để cho tạo thành những cái bông hoa cúc ấy. Đây các bạn, để cột vào nhé. Các bạn tẽ hết cái này nhé cho nó tách nó ra nhé. Thì sau đó các bạn để nguội một chút nhé, thì mình mới có thể làm được thành những cái hoa cúc như thế này các bạn nhé. Không có là mình bẻ nó sẽ bị gãy đấy các bạn ạ. Đây như này nhé. Vì mình cô đường nó hơi bị giòn đấy các bạn ạ. Thì mình mới để được mứt dừa lâu ấy, thì nên là nó sẽ dễ gãy lắm. Nên là nếu mà các bạn muốn tỉa được đẹp thì mình cô với số lượng ít đường hơn, và các bạn chỉ nước đường hơi sền sệt là các bạn dừng lại nhé, thì mình mới tỉa được thành những hoa cúc đẹp. Còn không có như thế này là khô rồi các bạn ạ, là nó rất cứng. Đấy là nó sẽ không được đẹp mà hay bị gãy các bạn nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món mứt dừa hoa cúc nhé. Nhưng mà các bạn hãy để nguội thêm một chút nhé, và để cho cái đường của mình nó mềm ra một tẹo, thì sau đó mình mới ấn được thành những cái bông hoa cúc nhé. Có thì các bạn chỉ được xòe được như thế này thôi các bạn ạ. Mình xòe hết cỡ ra như thế này ra là được rồi các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Ẩm thực miền quê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.
Mình sẽ để khô thêm, à cho nó nguội thêm để cho cái này nó tách ra dễ hơn.